Đang cắt lúa bỗng bắt được con trăng khủng, dân mạng xem xong liền dự đoán điềm xui chuẩn bị ập đến vì vấn đề tâm linh. Mới đây, một nhóm người đang dùng máy cắt lúa để thu hoạch mùa vụ cho dân làng thì bất ngờ đụng độ phải một con vật cực khủng. Ban đầu khi còn ẩn mình ở bên dưới lớp bùn và những cây lúa, ai cũng nghĩ đấy là một con lươn khổng lồ. Cho đến khi nhìn thấy tận mắt thì mọi người mới tá hỏa vì lươn này nó lạ lắm. Đó là một con trăng dài nhiều mét, nặng hơn 17 kg. Bằng kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm của mình, nhóm người đã dễ dàng khống chế và bắt được con trăng một cách an toàn, sau đó cho vào bao để tiến hành mang về nhà. Dự đoán ai nấy chuẩn bị say quên lối về. Sau khi đăng đoạn video lên mạng xã hội, bên cạnh những bình luận tỏ ra run sợ trước kích thước của con trăng, thì nhiều người đã để lại chung một câu hỏi cho chủ nhân clip rằng đã đi sửa máy chưa? Hay máy còn hoạt động được không? Đại khái như muốn khẳng định chắc nịch rằng bắt được con này 100% sẽ gặp điềm xui. Cụ thể, những người làm trong nghề cắt lúa đã chia sẻ rằng bản thân đã từng gặp và bắt trăng như trong clip. Tuy nhiên, không hiểu tâm linh thế nào mà máy móc ngay sau đó liền bị hỏng. Cũng kể từ đó, không ai dám bắt trăng hoặc rắn khủng khi đang cắt lúa nữa. Đồng thời, khuyên chủ nhân clip nên chuẩn bị tiền để sửa máy đi là vừa. Vận đen đuổi này sẽ theo anh không ngắn thì dài. Tuy nhiên, trái ngược lại, một số người cũng cho rằng máy móc hư hỏng là chuyện bình thường và chúng ta đang đổ thừa cho một con trăng. Đúng là bắt trăng này xong xuôi lắm vì sáng mai không ai dậy được để đi làm do quá say. Có thờ, có thiên, có chiên cho xin một miếng. Bây giờ cảm giác nó nhức nhức cái đầu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh 3 phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé!